Hi, xin chào các bạn, mình là Kim Dung từ bên Vita Perfum nước hoa Vita. Hôm nay mình làm video này để giới thiệu đến với các bạn một trong những nhà nick của Mỹ mà mình khó gặp, đó là nhà Bon Number 9, và review một trong những chai nước hoa rất là nổi tiếng của nhà Bon, đó chính là chai Bon Perfumista Avenue, hay còn gọi là Bon Ngọc Trinh. Đây, trên tay mình là chai Bon hồng mà mình sẽ review với các bạn ngày hôm nay. Đầu tiên thì mình xin nói một chút về thương hiệu Bon Number 9 ha. Ở trên cái nắp này nè, mình thấy có chữ Bon Number 9 là tên của hãng. Thì Bon Number 9 là thương hiệu nước hoa của Mỹ, được thành lập với ý nghĩa là tôn vinh thành phố New York thông qua nghệ thuật nước hoa. Nhà Bon Number 9 ra đời vào khoảng năm 2009, và Bon Number 9 là địa chỉ trụ sở chính của công ty nước hoa này tại số 9 đường Bon, khu NoHo, thành phố New York. Hiện nay Bon 9 có khoảng 117 chai nước hoa, 9 chai nước hoa nam, 30 chai cho nữ, 78 chai unisex. Bon Ngọc Trinh hay Perfumista Avenue ra đời vào ngày 15 tháng 9 năm 2013, nhằm mục đích là kỷ niệm 10 năm thành lập của thương hiệu nước hoa này. Và chai Bon hồng này, chai Bon Perfumista Avenue này là một trong những sản phẩm bán chạy nhất của nhà Bon Chính. Đây, trên tay mình là chai Bon Perfumista Avenue. Thiết kế của cái chai này là ngôi sao màu hồng kim loại với lại cái hoa văn màu vàng lấp lánh này, rất là nổi bật. Thì cái hoa văn này chính là cái logo của hãng, nó làm cho cái chai nước hoa này nó có thiết kế rất là sang trọng và khá là ấn tượng. Thì mình tin rằng không phải chỉ có mình Ngọc Trinh đâu, mà tất cả những bạn gái thì đều muốn một lần được chạm tay vào chai nước hoa màu hồng này ha. Nhưng mà chai nước hoa này nó có một cái hạn chế, đó chính là nó rất là dễ bị leak nước hoa ở bên trong ra khi vận chuyển, làm cho cái lớp màu hồng này nó dễ bị bong tróc và cái vỏ giấy của nó cũng dễ bị rách nữa. Thì đây là một chai nước hoa theo mình nghĩ là khá là nổi tiếng dạo này, do đó là mình sẽ xin review một ít về cái mùi hương của chai nước hoa này. Thì mùi hương của chai Bon hồng này chủ điểm là hồng và patchouli được làm khá là tốt. Khi mà mình vừa mới xịt chén hoa này ra thì mình sẽ cảm thấy được là nó bay nốt, top nốt của nó sẽ có hồng, saffron. Và cái saffron của chai Bon hồng này làm cho cái top nốt của nó hơi hắt nhẹ. Khi mà mùi hương nó bắt đầu nó dry down xuống thì nó sẽ xuất hiện là patchouli và hổ phách. Cái hỗn hợp mùi hương này nó biến chuyển theo hướng hơi tối và ngọt một chút. Ai mà hợp da thì sẽ đánh giá đây là một mùi hương bí ẩn và quyến rũ. Mùi hương nó bắt đầu nó dry down xuống sau khoảng tầm 1 tới 2 tiếng thì mình sẽ nhận thấy được là nó sẽ còn hồng nè, hổ phách và xạ hương. Mùi hồng lực làm tối, mùi hồng cánh dày và rất là ngọt. Một trong những điểm cộng của cái chai Bon hồng này đó chính là cái mùi hương này nó giữ mùi rất là tốt. Ở trên da mình thì nó tầm hơn 8 tiếng đồng hồ, từ 8 tới khoảng 10 tiếng. Thì đây là một chai nước hoa rất là theo mình đánh giá là khá kén mũi và không dành cho số đông. Đây là combo hồng và patchouli, tức là hoắc hương á, được làm khá là, tức là khó vô, nó không phải là một mùi ngọt ngào nịnh mũi dễ dùng mà mình vừa mới nhìn là mình thấy ưng liền, mà đây là một mùi khó, rất là khó kén mũi và rất là khó vô. Với cái combo hồng patchouli này thì mình đánh giá là có rất là nhiều siêu phẩm ở mức giá tương tự với Bon, ví dụ như là Tom Ford Frederick Male hoặc là Maison Francis Couturier. Hơn nữa là cái mức giá để sở hữu một chai Bon hồng Ngọc Trinh này khá là đắt đỏ, do đó là mình nghĩ các bạn nên cân nhắc khi mua. Tốt nhất nếu mà có thử thì mình nên mua các dung tích nhỏ hơn, ví dụ như mình mua chiếc 5ml, 10ml để mình thử mùi trước khi mình blind buy một cái chai full size như thế này. Vừa nãy mình vừa mới chia sẻ là chai Bon hồng này nằm trong top best seller của nhà Bon Number 9. Do vậy nên là cái mức giá cho một cái chai 100ml như thế này nó tầm khoảng $430, và 50ml thì sẽ khoảng tầm $300. Mình biết là nó rất là nổi tiếng, tuy nhiên là vì đây là mùi hương không dành cho số đông nên vậy nên là mình hãy thử size nhỏ trước khi mình mua ha. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian coi video của Dung ngày hôm nay. Bye bye.